Chị, em xin lỗi. Thì thông tin sao em báo lại vậy thôi à. Chị biết không, em đã chửi nhân viên ở nhà nghỉ đó một trận luôn, vì dám lộ thông tin chị để quên điện thoại ở đó. Mà sáng nay em cũng kẹt một chút công việc nên em tới trễ. Em uống nước đi. Dạ. Mà sao mọi việc lại trùng hợp như vậy? Phòng thư ký gọi cho chị vì sắp hết hạn chị nghỉ rồi. Em không tin là mọi chuyện lại trùng hợp như vậy đâu. Với lại cả sở bàn tán xôn xao cái chuyện của chị, em biết sao luôn. Thôi kệ mà, em đừng lo nữa. Bà chị, sao hai người tới nhà nghỉ đó làm gì vậy? Chị cần thì chị báo em tiếng đi. Em đặt cho chị hả khách sạn 4 sao, em bao luôn cái resort cũng được nữa đó. Em xin lỗi, tại em nghĩ chị người nhà nên em nói vậy thôi. Chứ chị không biết hả, từ sáng giờ tin tức nó lây lan tùm lum hết đó. Chị không biết chứ tụi ác miệng nó còn nói hai ông bà này đi tình yêu á mà tiết kiệm quá, chọn cái loại nhà nghỉ gì đâu mà nghỉ giờ không có sang gì hết trơn. Em xin lỗi, sao hôm nay em nhiều chuyện quá vậy ta, nói không có suy nghĩ gì hết trơn á. Chị đừng giận em nha. Học trò của thầy Phong á, nó bỏ nhà mấy bữa nay rồi, và mới đây thì nó gọi điện thoại cho thằng bạn thân. Thì cô đang tới đây chị nè. Lan có gặp ba con rồi, thôi rồi nói chuyện sau nha. Ủa sao chị lại ở đây? Vân nó gọi điện cho tôi, nó nói là anh đi tìm cháu Thủy. Phải là nó có người cha là say rượu trong xóm bữa gặp không? Đúng rồi, còn một đứa học trò nó gọi điện thoại cho tôi, nói rằng là con Thủy gọi điện thoại cho nó có ý định muốn tự tử. Nó ở ngay cái địa chỉ này nè. Tôi có cảm giác rất là bất an. Anh đừng có đi tìm học sinh một mình. Một là anh báo cho gia đình nó, hai là anh báo cho công an. Nếu như mà cái lời của cái đứa học trò nó nói là đúng sự thật thì con Thủy nó đang ở trong hoàn cảnh hoang mang lắm. Nếu mà mình làm to chuyện á thì sẽ không tốt cho nó. Với lại gia đình của nó chị cũng hiểu rồi đó. Tôi đến không biết bao nhiêu lần, không bao giờ tôi gặp được mặt mẹ nó, toàn lại gặp mặt ba. Mà cái người ba đó lúc nào cũng sai cũng xỉn hết. Chú ơi, chú có số điện thoại lạ gọi cho chú á, giờ nó muốn gặp chú. Alo. Thầy nghe nè. Ở đây hả? Được rồi, được rồi. Con ơi, làm có thể nào con cho chú coi danh sách mà khách trọ nghỉ ở đây nè, phòng số 301 được không con? Dạ được chú. Vậy chú đi theo con nha. Dạ. Đi chị. Trời đất ơi. Con ơi, Thủy ơi Thủy, nó làm sao vậy? Con ơi Thủy à, Thủy. Nó uống hết lọ thuốc rồi nè. Trời đất ơi, nó có ý định tự tử hả? Kêu cấp cứu. Trời đất ơi. Nhưng cái quan trọng là bác sĩ nói nó có dấu hiệu bị bạo hành. Trong người nó có rất nhiều vết thương và tinh thần nó hoảng loạn nữa. Thì ra là như vậy hả? Em xin lỗi, em đã hiểu sai. Thái độ của cha mẹ nó mới dễ sợ kìa. Đặc biệt là người ba, ông ta không ngừng chửi rủa thầy Phong và còn nói những cái lời kỳ cục lắm. Thầy ơi, Thủy, Thủy, Thủy ơi. Mở cửa, mở cửa. Anh chị à, anh chị mở bình cửa. Tĩnh lại, anh chị bình tĩnh lại. Con bé chết rồi phải không cô? Không, Thủy nó an toàn rồi. Cô nói thiệt.